Chúng mình tất cả quý vị hãy giơ một tràng pháo tay thật lớn ở đây cho lời cảm ơn với phần biểu diễn vừa rồi đến từ câu lạc bộ văn nghệ xung kích CKT, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tiết mục Ơi cuộc sống mến thương, sáng tác Nguyễn Ngọc Thiện biểu diễn với câu lạc bộ văn nghệ xung kích CKT, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ và tiết mục 34567 biên đạo Nguyễn Lập Đạt. Và xin được cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và kính thưa quý vị và các bạn, và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng nhau đến với rất là nhiều những phần biểu diễn.